Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tokyo Online. Và hôm nay thì cậu Bang sẽ giới thiệu anh em một con game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Trung Quốc mà mình nghĩ là rất là hot. Đó tên gọi là Devil May Cry Pick of Combat. Đây là một con game được xây dựng dựa trên cái con game rất là series game rất là nổi tiếng của Capcom, Devil May Cry. Thì con game này thì hiện tại mới ra mắt tại thị trường Trung Quốc thôi. Và thật sự là để mà đăng nhập vào cái con game này là một cái hành trình thật sự là rất là vất vả, bởi vì các bạn sẽ phải sử dụng số điện thoại của Trung Quốc để có thể đăng nhập vào game. Thật ra thì nó cũng hỗ trợ thêm một số cái số điện thoại nữa, nhưng mà nói chung là chủ yếu đại loại sẽ là Trung Quốc thôi. Bây giờ thì hãy cùng cậu Vàng trải nghiệm xem con Devil May Cry này nó có chơi giống như là những cái con game mà anh em đã chơi trên các hệ máy console hay PC không nhá. Đấy, tất nhiên là nhân vật chính ở trong con Devil May Cry Pick a Combat này, thôi mình cứ đặt là Devil May Cry Mobile nhé, cho anh em cho nó ngắn gọn tí. Chúng ta sẽ có nhân vật, đây có lẽ là Lady chứ. Hồi xưa thì mình cũng có chơi Devil May Cry nhưng mà mình chơi ít thôi, mình mới chơi Devil May Cry 4 thôi. Đấy, được là có Nero các thứ ấy, cũng có Dante các thứ đây. Còn ra có Lady này, cộng sự của Dante. Đây ai ơi, anh chàng Dante của chúng ta. Nhìn sơ qua về tạo hình của Dante ở trong cái phiên bản mobile này thì mình thấy là còn khá là trẻ, chắc là lấy tình hình tượng từ Devil May Cry 2 thì phải, nếu mình không nhầm. Nói chung là mình cũng rất là thích Devil May Cry vì đây là một con game chặt chém rất là đã tay luôn. Nói chung là cái phần hồi xưa đánh combo mà phải combo xịn, phải tạo combo cái thứ này nọ hay cơ thì mình thì mới thích. Đấy, hồi xưa là mình cũng rất thích. Rồi, cái bản mobile này thì nó sẽ có dung lượng khoảng, anh em đợi tí nhá, mình kiểm tra xem nào. Hình như là cũng khá là nặng đấy. Con game này hình như là nặng phải gần 6GB thì phải. Đúng rồi, bởi vì mình tải 2GB này. Rồi update cài này nọ nữa thì đúng rồi. À không, chỉ đến 6GB, tầm khoảng 5GB nhá. 5GB, nói chung là cũng khá là nặng. Đó, chúng ta sẽ có một con game đồ họa mình nghĩ là cũng khá là ok, nhưng mà không phải quá đẹp. Mình thấy là cũng không phải quá đẹp, cảm giác nó thiếu sự chi tiết một chút thôi. Nói chung là cũng ổn rồi với cái đồ họa này. Nhưng mà mình cũng phải công nhận là trong quá trình mình chơi ấy, thực sự là mọi thứ trải nghiệm rất là mượt mà. Mình đang chơi phiên bản dành cho iOS nhá. Game này thì đã có cả Android lẫn iOS, và các bạn buộc sẽ phải dùng số điện thoại để đăng nhập. Số điện thoại ở đây các bạn có thể sử dụng số điện thoại tiếng Trung hoặc là một số quốc gia như kiểu là Anh, Mỹ, Úc gì đó, rất là nhiều quốc gia nhưng mà không có Việt Nam. Để đăng nhập thì anh em sẽ phải nhờ người thân hoặc là làm cách nào đó để có thể đăng nhập và chơi được. Đấy, cũng như là xác nhận danh tính bằng cách là nhập tên và chứng minh thư Trung Quốc. Cái này thì dễ rồi, các bạn Google Play là Google là ra thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ vào game này. Cảm quan là mình thấy là đồ họa, đây đồ họa rất là, cũng rất là ok. Ở đây các bạn có các chế độ chơi là dễ và khó. Khó thì máu của đối thủ nó tăng thêm 30% thì phải. Chúng ta cũng có cái orc này, đây các bạn phải đánh cái orc này này. Đó, cái orc này nếu mà như ở trong phiên bản PC hay phiên bản console ấy, thì cái orc này sẽ giúp các bạn đi học kỹ năng mới. Mình không biết game này nó nhầm nhưng mà mình đoán là vẫn như vậy thôi. Vì về cơ bản thì con Devil May Cry Mobile này nó vẫn xây dựng dựa trên con game nguyên gốc mà. Đấy, không biết có bạn nào fan của Devil May Cry không? Mình nghĩ là cũng khá khá đấy. Bởi vì là đây là một con game chặt chém thực sự là rất là đỉnh cao luôn. Mình thì chơi hơi gà, hồi xưa mình chơi trên PC mình combo cũng kém lắm. Thậm chí bản mobile này cũng vậy thôi. Nói chung là mình thì không phải là chuyên về chơi mấy game kiểu dạng nhập vai hành động như thế nào. Thì cái con Devil May Cry Mobile này, à đây, rồi chúng ta sẽ... Con game này khá là hay nhá, con game này có... Tức là chắc là sắp tới có bản tiếng Anh đấy, bởi vì là mình thấy là có hướng dẫn tiếng Anh này, các bạn thấy không? Sẽ có một giọng đọc hướng dẫn bằng tiếng Anh luôn. Các bạn nếu mà biết tiếng Anh thì sẽ nghe được thôi. Đây là hướng dẫn các cái hướng dẫn thao tác. Về cơ bản thao tác mình thấy là sẽ có chỉ có 5 nút thôi, bao gồm nút chiến đấu thì có nút để chặt chém thì có hai nút A và B duy nhất thôi. Nhưng mà từ hai nút này các bạn để tạo ra những cái đòn combo khác nhau. Chúng ta sẽ có một nút hình khẩu súng nữa để bắn súng. Cái vũ khí của Dante thì quá là quen thuộc rồi. Chúng ta có thanh Rebellion này là thanh kiếm kia, và cái khẩu súng thì chúng ta có cặp súng là Ebony và Ivory. Đấy, bạn nào mà chơi Devil May Cry là sẽ biết về các cái vũ khí rất là nổi tiếng của Dante rồi. Mình sẽ rút thanh kiếm Rebellion ra chém nhá. Dante là một người mà nửa người nửa quỷ, tức là mang dòng máu quỷ.
cha của anh là Sprara thì phải. Nếu mình không nhầm, mình lâu rồi mình không chơi, mình không nhớ. Nói chung là bạn nào mà chưa chơi Devil May Cry thì các bạn có thể tải phiên bản PC về chơi trước nhá. Thì các bạn, mình nghĩ là các bạn sẽ rất thích. Thật ra nó có 6 bản rồi thì phải, nhưng mà mình chỉ thích chơi bản 1, 2, 3, 4 thôi. 4 bản đầu tiên là đỉnh đỉnh nhất rồi. Chứ còn có một cái bản trẻ trâu nữa thì không ok lắm. Rồi đợt rồi là có một cái bản nó cũng là bản kế cận rồi, lúc đấy Dante cũng đang rất là già rồi, còn Nero thì mất tay. Đấy, nói chung là bản này mình cũng có trong máy nhưng mà mình lười chơi quá. Nói chung là dạo này hồi này thì không thích chơi gần trẻ lắm. Đấy, chúng ta sẽ có một map rất rộng và đây đừng quên là phải đi tìm kiếm mấy cái orc này nhá các bạn, thu thập cái orc này mình nghĩ là sẽ dùng để nâng cấp kỹ năng đấy nếu mà mình không nhầm luôn. Đó, ăn mấy cái orc này. Sơ qua thì mình thấy là cái bản mobile này nó vẫn giữ được cái chất của bản bản trên PC trước đây nhá. Hệ thống nhân vật rồi hệ thống vũ khí, cơ chế combo rồi cả âm nhạc, hình ảnh nữa. Nói chung là mọi thứ rất là ổn. Mà không hiểu tại sao bên Trung Quốc họ đang đánh giá game này khá thấp, chấm điểm khá là thấp. Mình không biết lý do là gì, chắc là cái này thì phải anh em trải nghiệm sâu thì hoặc là fan nào cứng của Devil May Cry thì anh em trải nghiệm thì nó sẽ chắc chắn hơn. Chứ còn ở đây thì mình gọi là giới thiệu cho anh em là chính rồi. Bởi vì cái con game Devil May Cry Mobile này nó sẽ trải nghiệm theo kiểu dạng cốt truyện. Nó chơi như kiểu bản PC hồi xưa ấy, tức là các bạn khám phá cốt truyện và một cái map ở trong game thì nó rất là dài hơi. Chúng ta sẽ có nhắc đến Devil May Cry, chúng ta sẽ nhắc đến cả những con boss khổng lồ nữa. Đấy, thì game này nó cũng như vậy. Thì các bạn sẽ gọi là đi ải để đánh boss đấy, kiểu kiểu như hồi xưa thì bản PC nó cũng vậy thôi. Nó chia cốt truyện nó chia nhỏ ra những cái chương ấy. Và thì anh em hay gọi bây giờ gọi là đi ải, chứ còn hồi xưa nó chia theo chương cốt truyện và cũng chiến đấu. Ở đây mình sẽ chiến đấu này. Chúng ta có những con quái bay bay thì anh em phải dùng súng để hạ gục chúng nhá. Đó, combo. Ở đây mình combo cũng chưa chuẩn lắm ấy, anh em nhé. Đấy. Sau này các bạn học thêm kỹ năng thì có rất nhiều đòn thế combo nữa. Nhưng mà ở đây mình gọi là cũng mới chơi ấy, đánh hơi gà tí. Đấy. Đó, nhảy lên chém, chặt chém combo. Cái này là phải, đúng là kiểu là phải có kỹ năng người chơi rồi. Chứ còn thực tế thì ôi, mình đánh hơi gà một tí. Đấy, anh em đừng chê cười. Chung là đánh đã tay phết. Ở đây mình dù mà là hành trình ban đầu thôi nhưng mà cũng rất là ok. Chúng ta sẽ nếu mà có điều kiện thì em cứ theo dõi cốt truyện nhá, cốt truyện cũng khá là hay nếu mà bạn nào biết tiếng Anh một chút. Mình cảm giác như vậy vì thật sự là thấy là cốt truyện khá là ok luôn. Nó các bạn là mình cũng không rõ là nó sẽ có dựa, hình như là nó tự sáng tạo thêm cốt truyện này phải. Bởi vì là nó cũng khác so với những cái phiên bản mình từng chơi trước đây. À, chúng ta có một em boss này. Đây như kiểu Dracula ấy. À, rồi. Tạo hình rất là giống một cái nữ diễn viên của Hollywood nhưng mình không nhớ tên. Tạo hình ghê con boss kìa. Đó. Dante ở trong cái phiên bản mobile này là phiên bản hồi trẻ và trông rất là trẻ trâu, ngông cuồng luôn. À, mình cảm giác như vậy. Đây mình vẫn chưa combo quen lắm. À nó có cái phần combo kìa các bạn ấy, như C, đấy, D nhảy lên C rồi crazy các thứ không. Thường thì các bạn phải combo sao cho nó đạt điểm cao nhất thì các bạn sẽ được thưởng thêm cái orb màu đỏ nhá. Kể cả bản PC console cho đến bản mobile này cũng vậy, tức là nó game nó tập trung vào việc các bạn tạo combo đánh, tức là các anh không thể lặp đi lặp lại một cái chiêu thức duy nhất để lên điểm được. Đây cao nhất hình như là SSS thì phải, nếu mà cao nhất nếu mà không nhầm. Không biết bản mobile này nó cao nhất là cái nào, mình vượt lên được cấp A rồi. Chắc là SSS là cao nhất. Thì túm lại thì các bạn sẽ không thể dùng một chiêu duy nhất để chém thường được, mà các bạn phải kết hợp rất là nhiều cái combo khác nhau để lên điểm. Điểm này nó sẽ ảnh hưởng đến việc là các bạn nhận thưởng sau khi kết thúc màn chơi. Mình thấy là cái bản mobile này nó làm những cái đặc trưng nhất của bản PC thì nó cũng mang vào rồi. Mình có thể đoán được, bởi vì đấy, như mình là cũng chơi bản PC rồi. Hồi xưa mình chơi con Devil May Cry 4 là ở trên bản PC mà. Thì mình thấy là rất là ok. Đây cá có con này bay trên trời mày này. Ok. Nhắc lại con game này khoảng 6 GB nhá, mà thật ra thì nó
đăng ký nó hơi lằng nhằng một chút nên mình cũng không muốn không biết giới thiệu anh em nào. Ví dụ mình vào game này là mình phải nhờ một người bạn ở nước ngoài, họ mình nhập số điện thoại họ vào, họ gửi cái mã kích hoạt thì mình có thể vào game ấy chứ. Đây chúng ta có cái orb xanh này, cái orb xanh này thì các bạn để hồi máu nhá. Cái này để dùng để hồi máu trong khi trong cái màn chơi, nếu các bạn hết máu thì ăn máu vào. Jump. Seems like my thing. Oh, đây là cái màn chơi khởi đầu thôi mà anh em thấy là nó rất là dài hơi luôn. À đây chúng ta có boss này. Đấy, con boss nó sẽ đi từ từ, như những con boss nó dễ cho đến những con boss khó hơn. Và đánh boss thì chủ yếu là các bạn sẽ nắm được cái cơ chế ra đòn của boss, sau đó thì né đòn thôi. Đó, thật ra thì đây, ui, bị chém một cái, đau thế. Đó. Nếu các bạn đánh khéo là sẽ không mất máu luôn. Chỉ cần nắm được cái boss nó ra đòn nhau. Úi rồi. Đó. Còn thật ra thì nếu dụ ban đầu này thì nó dễ thì các bạn cũng không lo là mất máu quá nhiều ấy. Chẳng qua là mình lười lười nên mình cứ đứng im thôi. Nhưng bạn nào mà kiểu quen tay rồi ấy, combo chặt chém sướng lắm. Dạng game như con Devil May Cry này chặt chém rất là sướng. Và mình nhìn chung thì mình thấy cái bản mobile này khá là ok. Đó. Cái hành trình này game này nó dài hơi lắm, bởi vì là một cái màn chơi có khi nó kéo dài tận 15 phút cơ. Đây là bản mobile nhá, mình nói luôn là thằng một bản bản mobile nó cũng vậy à. Rồi, để phần cốt truyện. Hãy đoạn cắt cảnh cốt truyện. Làm gì này? Vãi đã cả cửa luôn cơ mà. Anh em thấy không? Đây là Dante hơi ngông cuồng trẻ trâu một tí. Đây là Dante bản thời trẻ. Tạo hình nó như đúng rồi, chính xác là dùng, lấy tạo hình từ Devil May Cry 2. Lúc này nó rất là trẻ. Đây, mình được có hạng B rồi, ít điểm hơn. Các bạn phải cố đây. Cái điểm nó ảnh hưởng đến việc là bạn nhận thưởng thêm cái orb màu đỏ này. Mình nghĩ là cái orb màu đỏ này sẽ học kỹ năng ấy, bởi vì là nó sẽ giống cái bản trên PC. Đây rồi, chúng ta có phần kỹ năng này. Đó. À, đúng rồi, dùng cái orb này là các bạn này học kỹ năng. Ở đây chúng ta sẽ có các kỹ năng về di chuyển, rồi học kỹ năng về chặt chém. Thêm một phần nữa là kỹ năng để sử dụng súng. Đấy. Đấy, các bạn thể nâng cấp này. À, mình sẽ học cái kỹ năng cho khẩu cho cặp súng Ebony và Ivory nhá. Còn đây là các kỹ năng giúp mình ví dụ bật nhảy 2 lần này, rồi di chuyển nhanh này. Giữ là để di chuyển nhanh. Đó, các cái phím thao tác để mình di chuyển này mình học, mình sẽ bỏ cái orc ra học. Ui, 78.000 là chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Đấy, các cái học này là học cái combo. Nó chỉ có hai nút A và B để chặt chém, nhưng mà nó sẽ có những cái combo khác nhau, có thể tạo thành các combo khác nhau bằng cách các bạn phối hợp với các cái phím khác nhau nhá. Đấy, ví dụ A này, rồi A A A, rồi A B A B A B gì đó. Nói chung là cái phần combo này thì anh em sẽ phải học khá nhiều. Ok, mình sẽ đánh thêm một phát nữa nhá. Thật ra vì mấy cái này nó khá là dài hơi nên đánh khá là lâu ấy. Một màn chơi trong game bản mobile này khoảng 10 đến 15 phút, thậm chí là 20 phút. Bởi vì nó còn mang cả yếu tố khám phá nữa. Tức là các bạn đi nhặt mấy cái orc, phá mấy cái thùng kiếm orc các thứ này nọ, chứ không, nó không phải là kiểu đi ải thông thường. Nói chung là game ok lắm. Mình thấy ok. Nhưng mà không hiểu tại sao bên Trung Quốc họ đang chấm điểm cái này khá là thấp. Không biết tại sao nhỉ? Có lẽ là phải chơi sâu lên thì nó mới lộ ra nhược điểm. Ở đây là mình gọi là khởi đầu đấy nên cũng chưa lộ quá nhiều nhược điểm, cũng chưa nắm được ấy. Rồi. Đó, chặt chém. Mình vừa học cái công bộ. Ôi, thấy cái con bay bay này các bạn phải bắn hạ nó để nó rơi xuống thì mới chém được. Đó, sau khi nó rơi xuống thì anh em lao vào chém nó. Thật ra các bạn là nhảy lên chém được nhưng mà bắn hạ nó xuống thì nó không tấn công được. Đây, học cách combo này A xong rồi dừng một lúc, ấn double A nữa thì nó sẽ sọc xiên. Rồi, làm lại cho anh em xem nhé. À, từ từ đã. Đấy, chơi một lúc nào sẽ quen combo thôi.
Mình nháy double A này. Đó, sọc xiên luôn. Rồi, sau này các bạn quen combo thì đánh nó sẽ rất là dễ. Lướt né chiêu, xong rồi lao vào ấn nhanh tay ấn A thì để lao vào chọc đối thủ. Đấy. Đấy. Game này thì các bạn phải đòi hỏi kỹ năng thao tác nhiều. Không biết là sau này có auto không nhỉ? Không biết nữa. Có auto không nhỉ? Chắc là không đâu. Một game chặt chém như thế, như con Devil May Cry này mà auto thì nó mất hay đi, mất chất đi. Bởi vì con game này nó sẽ không về kiểu dạng đi ải thông thường mà nó thiên về trải nghiệm cốt truyện như là bản PC console, mình nghĩ là không có auto đâu. Đấy, thì anh em nó sẽ dành cho những bạn nào mà thích cái kiểu dạng game nhập vai hành động. Ui con boss này, con này con như con bọ cạp này. Rồi, đúng rồi, bọ cạp. Nó nhảy né. Lại lướt né. Úi rồi. Nó cạp cho cái đi. Rồi. Ok. Là bot nó lùa mình. Rồi, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Các bạn thấy màn chơi nó rất là dài hơi luôn vì nó thiên về kiểu dạng trải nghiệm cốt truyện nữa. Đấy, khá là thú vị. Đây, ở đây là phần combo này. Đó, combo này thì nó sẽ là nút A, BB. A, BB. Đây, A, BB nó sẽ có chiêu xoay tay. Đây, thử lại nhé. A này, BB. Đó. Đó, các bạn thấy là chỉ với hai nút A và B thôi, là hai nút chặt chém thôi mà chúng ta sẽ có rất nhiều đòn combo khác nhau để thể hiện. Nói chung là tính hiện tại mình thấy là game ok mà. Không biết tại sao nó bị chấm điểm thấp như vậy với Trung Quốc. Không biết các bạn nào mà trải nghiệm cái bản mobile này chưa. Đấy. Nhưng mà mình thấy là game ok mà. Chắc là về sau thì các tính năng nó chưa là hài lòng người chơi lắm thì phải. Nhưng mà cái game này nó sẽ thiên về trải nghiệm cốt truyện rất là nhiều. Khám phá cái hành trình đi săn quỷ của Dante. Và mình đang phân vân không biết là sau này các bạn, tức là ngoài Dante ra mình có thể điều khiển các nhân vật khác như kiểu Lady này, Cheese này hay là Roger. Roger thì là anh trai của Dante. Đấy, hai anh em cùng cha khác mẹ à? Cùng cha khác mẹ thì phải. Sau này đối đầu nhau các thứ. Roger thì mình thích Roger lắm, nhìn ngầu đét ta. Đẹp trai, ngầu đét. Cá tính. Đấy, Dante thì hơi trẻ trâu một tí. Nói chung là Devil May Cry thì Dante và Virgil là hai nhân vật được yêu thích nhất rồi. Những dàn nhân vật nữ thì chúng ta sẽ có Lady và Triss, khá là xinh đẹp. Lady và Triss thì đi theo Dante để làm việc, làm trong một cái nhóm chuyên đi săn quỷ ấy. Đấy. Nói chung là mình cũng là fan của Devil May Cry nhưng gọi fan cứng thì mình cũng không hiểu hết được đâu nhá. Mình chém cái gì sai anh em thông cảm. Mình cũng nắm sơ sơ ra được thôi. Ở đây, trong cũng giống bản PC thì ở trong khi các bạn chơi các bạn sẽ có những một số cái khu vực giúp các bạn có thể học kỹ năng. Tức là ngay trong khi chiến đấu. Đó, các bạn để nâng cấp kỹ năng nhanh ở trong khi chiến đấu luôn. Nó y hệt cái bản PC luôn. Tức là nó sẽ có một số cái khu vực như kiểu boost điện thoại này hoặc là một cái khu vực như một cái tượng ấy. Khi các bạn ấn vào đây thì các bạn để ngay lập tức học kỹ năng và lưu lại ngay trong khi mà đang thực hiện màn chơi luôn. Đấy, thì đấy, mình nói rồi, cái game này nó vẫn giữ nguyên một số đặc điểm của những cái gì bản chất nhất của Devil May Cry thì nó mang vào. Đó. Mình thấy là khá ok, hãy ăn cái ngọc này. Thời gian mình đang phun máu để ăn cái ngọc này nó không điểm gì cả.
À đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh con boss. Anh em thấy không? Đặc trưng nhất của Devil May Cry là những con boss khổng lồ luôn. Thật ra thì mình thấy là chưa khổng lồ lắm nhưng mà thế được rồi. Không biết là sau này nó sẽ như nào nhưng mình nghĩ là sẽ rất là nhiều con boss cực khủng sẽ chờ đón anh em trải nghiệm cái này. Con game này mình nghĩ là sẽ sắp tới sẽ có phiên bản dành tiếng Anh thôi. Ở đây mình thấy là một số cái giao diện cũng đã có tiếng Anh rồi, rồi cả hướng dẫn cũng có tiếng Anh sẵn rồi. Mặc dù game mới ra mắt tại thị trường Trung Quốc, mà anh em đã biết thị trường Trung Quốc thì họ chỉ dùng tiếng Trung thôi. Nhưng mà game đã tích hợp sẵn tiếng Anh rồi thì mình nghĩ là cũng sẽ sớm ra mắt phiên bản global thôi. Đó, khi đó thì anh em có thể trải nghiệm con game này nó dễ thôi. Ít nhất là ở cái việc đăng nhập tải game và đăng nhập thì nó dễ hơn rất là nhiều rồi. Đăng nhập hiện tại thì hơi khó, cần số điện thoại. Đánh boss này. Đó, khi đánh boss thì các bạn phải có khi các bạn phải chịu mất máu hoặc thậm chí là phải chết, đánh lại từ đầu thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn về, tức là mỗi con boss thì nó có một cái mechanic, tức là một cái cơ chế chiến đấu ra đòn đặc thù ấy, các bạn cần thuộc thôi là có thể hạ boss rồi. Nó đơn giản là vậy. Nhưng mà ít ra hơn mấy game kiểu boss nó ngu, kiểu game nhà vai ngu là nó boss thì nó cứ gì đứng im ra đòn, thì con game này boss nó rất là đa dạng về cái cơ chế chiến đấu. Mỗi con boss thì có những cái khả năng chiến đấu, những cái chiêu thức riêng biệt. Đó. Đau nhỉ, cắn đau thế. Đó, các bạn là mình cũng hơi lười né. Đó, phải nhanh tay né. Ê, nó cảnh báo là các bạn thỉnh thoảng khi mà đấu boss ấy nó sẽ có một số vật phẩm khi các bạn quanh quanh đây này để giúp các bạn hồi máu để phá, có thể là nó sẽ các bạn phải phá đồ để nhặt thêm máu để hồi máu để đánh boss tiếp. Cái này cũng là đặc trưng từ bản PC và console rồi. À đây rồi, chúng ta có Lady nè. Ôi. Để cho mình lại một cái bill uống rượu từ lúc quán bar. Cái này rất hay là chúng ta đặt tên luôn. Ok, bây giờ mình đặt tên đánh dấu lãnh thổ phát. Cậu vàng. Nhưng mà để nào cậu vàng. Mình đang chơi bản iOS nha anh em, rất là mượt luôn. Cũng có hiện tượng nóng máy, mình đang để cấu hình khá là cao nhất rồi nhưng cũng có hiện tượng nóng máy, nhưng mà nói chung là ổn bởi vì không biết là iPhone 12 bây giờ nó rất nóng. Đó. Ồ, được hạng A luôn. Đó, hạng A chắc là được thưởng thêm. Đó, câu chuyện này. Đây là nhà. Và đặc trưng của anh em là các bạn sẽ biết là Dante rất là thích ăn bánh pizza. Đấy, anh chàng ta rất thích ăn được pizza luôn. Đồ họa game này mình thấy là cũng không phải là quá xuất sắc đâu nhá. Nó dùng Engine Unreal 4 nhưng mà các bạn nhìn cái miếng pizza kìa, nó cũng tức là nó cũng không phải là quá xuất sắc nhưng mà cũng đỉnh rồi, thế là đỉnh rồi. Nhân vật thì tạo hình cái lớp bề mặt của nhân vật thì nó hơi thô. À, Vô giờ nhắn viết thư cho mình kìa. Đấy, Vô giờ. Ok. Đó, nói chung là mình cũng trải nghiệm nhanh cho anh em về con Devil May Cry. Tên đủ đủ là Devil May Cry Peace Compass. Đó, nhưng mà thôi mình cứ anh em cứ đọc là Devil May Cry Mobile là được rồi. Ở đây chúng ta có phần menu chính này, chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng như kiểu đây là tính năng thời trang. Đấy, các bạn có thể thay đổi những cái bộ trang phục cho nhân vật chính này. Rồi chúng ta có tính một số tính năng nữa, phần nhân vật. Rồi, rất nhiều tính năng ở đây mình chưa dịch hết ra được. Rồi chúng ta có phần tính năng nâng cấp này, các bạn thể nâng level cho vũ khí của các bạn bằng cách là sử dụng cái orc. Nói chung là cái orc ở trong orc màu đỏ ấy, trong game này nó khá là quan trọng để các bạn học kỹ năng cũng như là tăng cấp cho vũ khí. Đó, chúng ta sau này sẽ có bốn loại vũ khí khác nhau, rất là đặc trưng của Dante. Đấy, học kỹ năng này, đang từ họp mình orc luôn, học luôn. 78.000. Trời. Đấy, học luôn đòn combo này. Đấy là sau này các bạn thể đi chiến đấu để kiếm thêm orb. Ok, như vậy là mình cũng gọi là giới thiệu cho anh em về cái con game mobile rất là khủng, có tên gọi là Devil May Cry Pick Combat. Đây là con game do Capcom
phối hợp với một studio Trung Quốc sản xuất thì phải, nếu mình không nhầm, và mới ra mắt tại thị trường Trung Quốc thôi. Thì hy vọng là sau này thì game sẽ sớm có bản phiên bản có logo để chúng ta trải nghiệm nó dễ hơn. Ok, cảm ơn em đã theo dõi video này của cậu Vàng nhé. Nếu bạn nào thấy hay đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe kênh Tokyo Game Online để ủng hộ cho cậu Vàng. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bạn nào muốn đọc thêm tin thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để anh em có thể đọc thêm thông tin về con game này nha. Bye bye.